trước ha. Nala girin gaisha varang ati mata bhutang davagi chakka massa niva sudaru nantang metambu seka vitina jita va munindo tang te chasa phavatu te chaya mang galani. Bây giờ mình sẽ đi từng từ một. Nala girin, đây là đổi cách của cái danh từ riêng của con, tên của con voi đó là tên là Nalagiri. Và khi mà chia đổi cách hai đó, thì nó đổi thành thêm chữ ưng phía sau, đổi thành là Nalagiri. Chữ Gaja là con voi, Vara là cao quý, quý báu. Và đây cũng chia thành đổi cách, cho nên đổi thành là Varang. Gaja Varang là con voi quý, voi quỷ của nhà vua đó. Và hay kiểu có những cái con voi quỷ đó là những là được chăm sóc rất là quý, được coi như là quốc bảo vậy đó. Ati Mata Bhutang. Ati hôm qua mình có học là Ati giống như là Ati Rena đó, là quả. Mata là say xưa. Và chữ Bhuta, Bhutang ha. Chữ phu tăng này là đi ra từ chữ phu ta, là quá khứ phân từ của Pavati. Pavati là trở nên. Như vậy là trở nên quá say, ở trong cái trạng thái quá say. Trở nên hoặc là trạng thái, trong trạng thái cũng được. Trong trạng thái quá say. Davaki là gồm có chữ Dava cộng với chữ Agi. Dava là danh từ, có nghĩa là sức nóng. Và Agi là lửa. Thì nóng như lửa ha, rất nóng như lửa. Hoặc thì chữ Davaki đó cậu có khi dịch chung lại Davaki là một cái đám cháy rừng ha. Nó nóng như rất nóng á, thì nóng như là một cái đám cháy rừng vậy, Davaki. Chakka đi ra từ chữ Chakka là bánh xe hay là cái vòng. Và Asani là sấm sét. Như vậy là chắc các mã sani là cái vòng sấm sét. Hai từ này ghép lại với nhau. Vá là đi, chữ vá ở đây đó thì đúng ra đó là nó đã bị lược bớt một cái chữ y, nó phải là y vá là như. Y vá là như. Như là cái vòng sấm sét hay là như cái đám cháy rừng. Su da ru nan tăng. Su cộng với da ru na cộng với an tăng, an tăng. Su là quả, Daruna là hung dữ, dữ tợn, và anh ta là cực kỳ. Như vậy là con voi này là cực kỳ hung dữ. Metambu seka, chữ metambu này là có cái chữ meta, là chữ a đã bị lược bớt, meta là tâm từ. Ambu là nước, nó là một danh từ. Và seka là sự rải, động từ là sekati là rải hay là rưới lên. Và như vậy là ambu seka là rải nước, mà nước gì? Metta là nước của tâm từ. Như vậy là bằng cách rải tâm từ đó thì dùng cái chữ là metambu seka. Vitina là bằng cách, như vậy là bằng cách rải tâm từ. Jitava là chiến thắng, và munindo là vua của bậc ẩn sĩ, tức là Đức Phật. Và câu sau thì giống như đoạn trước rồi. Tăng tê chá sa là do cái oai lực này. Phá vá tu tê là mong cho người. Phá vá tu mê là mong cho con. Cha dạ măng gala ni là được thẳng hành, tức là hạnh phúc thu thẳng. Thì như vậy là cái đoạn này đó, mình dịch từng câu từng chữ như vậy. Thì bây giờ cái đoạn này trong được dịch là trong sách là Voi Bảo Nalagiri. Như vậy voi bảo là Gachavarang đó. Đang say sưa quả đồ Ati Mata Bhutang. Kinh khủng như lửa rừng. Kinh khủng là Sudaru Nantang. Như lửa rừng, chữ như là chữ Iva. Lửa rừng là Davaki. Rồi như sấm sét bạo luân. Sấm sét bạo luân là ở đây chữ Chakka là cái vòng đó. Và Asani là sấm sét. Như là cái sấm sét bạo luân. Nó dự vì nó rộng tới, nó vừa chạy cho nhanh mà nó rộng tới. Nó rộng thì nghe như là sấm sét vậy. Và nó hung dữ thì giống như lửa rừng.
bậc đại ẩn cảm thắng bằng cách rải nước từ. À, bậc đại ẩn là Munindo, cảm thắng là Jitava, bằng cách là Vichina và rải nước từ là Metambuseka. Do nhờ Phật lực này là Tăng Tê Chạ Sa được hạnh phúc thù thắng là Pavatume Chayamangalani. Thì cái câu chuyện mà Voinalagiri thì chắc là quý vị đã được nghe nhiều rồi. Đây là con voi của của nhà vua Asatthế Ajatasattu, mà cái người á mà thả cái con voi này ra đó chính là Đề Bà Đạt Đa âm mưu cùng với thái tử Asatthế. Thì cái câu chuyện mà thái tử và Đề Bà Đạt Đa đó, hai người cùng âm mưu với nhau, bởi vì á Đề Bà Đạt Đa là một vị đệ tử, cũng là bà con với Đức Phật. Ông tu thiền định rất là tốt, ông là chứng được tứ thiền, ông đắc được thần thông, và ông nghĩ rằng như vậy là ông đã quá giỏi rồi, mặc dù là ông chưa có chứng đắc đạo quả. Quý vị nên nhớ đó, đắc thiền á, đắc thần thông đó thì chưa phải là đắc đạo quả, bởi vì ngoài đạo á, người ta cũng đắc đắc thiền đắc thần thông vậy, nhưng mà nó là tà định, bởi vì nó đi theo họ có cái sự định tâm, nhưng mà mục đích của họ đó là cái mục đích bất thiện, thế nên gọi là tà định. Thì ngay cả Devadatta cũng vậy, ông á, thì đắc được tâm thiền tự thiền đã có được thần thông, nhưng mà ông là người rất là tham vọng, và ông nghĩ rằng đó vì ông trẻ hơn Đức Phật cho nên ông nói rằng là bây giờ Đức Phật lớn tuổi rồi thì Đức Phật á, là nên nhường cái chức giáo chủ lại cho ông. Ông đến gặp Đức Phật, ông nói như vậy thì Đức Phật nói không, ngài sẽ không có nhường cái chức giáo chủ lại cho ông, bởi vì bản thân ông không phải là người xứng đáng. Thì ông rất là tức giận và ông đã tìm cách để mà hại Đức Phật, và ông lại có được một cái người gọi là đồng minh rất là hùng mạnh, đó là thái tử Ajatasattu, là thái tử Asatthế. Cái chữ Ajatasattu đây đó, nó được kết hợp bằng cái chữ A cộng với Jata cộng với Sattu ha. Jata là sinh ra, A là chưa, như vậy là chưa sinh, và chữ Sattu là kẻ thù, Sattu là kẻ thù, Ajatasattu là kẻ thù chưa sinh. Bởi vì câu chuyện tên của ông là bởi vì ngay khi mà vua Bình Sa Vương đó, có bà hoàng hậu là bà Videhi, thì khi mà bà mà có thai cái vị thái tử này đó, thì không hiểu sao mà bà có khi nào mà bà cũng cảm giác là thích được uống máu của ông đó. Có lần là bà cắn cái tay của ông mà bà nuốt máu, thì nhà vua thì rất là ngạc nhiên, thì hỏi các vị thầy tướng số đó, thì họ nói rằng đó, cái thai mà nó thích được máu của người cha như vậy đó, chứng tỏ rằng đây là một cái người kẻ thù của Đức Phật, kẻ thù chưa có sinh ra. Nếu như đứa con này sinh ra đó, nó sẽ là một cái đứa con rất là ngộ nghịch, nó thậm chí có thể giết cha. Thì bà hoàng hậu nghe như vậy bà quá độ sợ hãi luôn, cho nên bà nghĩ rằng tốt nhất là bà hãy phá cái thai đó đi, còn hơn là bà để cho đứa con sinh ra mà nó giết cha nó. Thì khi đó là bà đã trốn đi, bà trốn đi để bà đi kiếm, đã định đã đi lên trên núi đó, định kiếm một cái chỗ nào đó để bà phá thai. Nhưng mà khi nhà vua phát hiện được chuyện đó đó, thì nhà vua đã đến nơi và can ngăn, không có cho bà giết con. Mà nhà vua nói rằng là có thể là nhà vua có thể sẽ cảm hóa cái đứa con của mình bằng cái tình thương, chứ không nên giết con như vậy. Thì khi mà thái tử Asatthế lớn lên đó, thì cái tính tình cũng rất là hung hăng. Và ông cũng rất là muốn là lên làm vua, nhưng mà vì là nhà vua thì thấy con mình chưa có đủ tài đức để mà cho nó lên làm vua. Thì Đề Bà Đạt Đa đó biết được cái tâm ý đó của Asatthế, biết rằng là người con này rất là muốn chiếm ngôi của người cha, bản thân ông cũng rất là muốn chiếm ngôi của Đức Phật, cho nên ông mới tìm cách là kiếm đồng minh. Thì hôm đó là thái tử Asatthế đang ngồi như vậy đó, thì Đề Bà Đạt Đa hiện ra ngồi đứng trên bàn á, mà băng hóa cái con người mà nhỏ thành ngón tay thôi, băng ngón tay như là cũng như là cái đồ chơi vậy đó, băng ngón tay á. Thì thái tử Asatthế rất là ngạc nhiên, thấy một ông sư mà nhảy nhót trên bàn mà nhỏ chút xíu thôi, thì hỏi ông là ai. Mình nói ta là Đề Bà Đạt Đa, ta là có khả năng thần thông rất là lớn, từ nhỏ có thể biến thành lớn, từ lớn biến thành nhỏ. Vậy là ông biến hóa ngay trước mặt cho thái tử Asatthế đó,
là từ ngón tay ông bằng cao bằng người thiệt, rồi ông lại hóa thành bằng tay, ông làm đủ kiểu. Thì ai sẽ thể mà thấy một cái người mà có thần thông như vậy đó, thì cũng giống như quý vị thấy thời bây giờ cũng vậy đó, ai mà nghe ai có thần thông mà bay được hay là có thể mà biến hóa kiểu này kiểu kia đó, thì người ta ngưỡng mộ ghét lắm. Thì ai sẽ thể cũng vậy, thì rất là ngưỡng mộ Đề Bà Đạt Đa, cho nên là mỗi ngày là chở 500 xe tự vật dùng đến cúng dường cho Đề Bà Đạt Đa và quý và trở thành học trò của ông đó. Thì hôm đó Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu với A Xà Thể đó, là bây giờ đó là ông thì giết cha, còn tôi sẽ giết Đức Phật, hai bên cùng lên, một bên làm vua một bên làm giáo chủ. Thì khi đó là đã Đề Bà Đạt Đa đó mình mượn cái cũng nhờ nhờ A Xà Thể đó là cho mượn cái cũng voi, và cho con voi đó uống uống rượu thiệt là say vào. Bởi vì quý vị biết á, một con voi bản tính nó thì nó cũng cũng hung dữ, nhưng mà thường con voi nó rất là trầm. Nó chỉ hung dữ khi nào mà nó say hoặc là có ai phá nó thôi, chứ còn thường thì nó cũng rất là không không đến nỗi mà hại người khác. Cho nên ông mới cho con voi đó uống rượu thật là say, và ông nhắm cái lúc mà khi mà Đức Phật đi vào thành để khất thực đó, thì ông mới cho thả con voi đó ra. Thì con voi đó nó chạy thục mạng và nó tay tới nó đấm cái người nào mà đang ở trước mặt đó. Thì khi mà con voi 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 mà đang chạy tới hung dữ như vậy đó, thì Đề Bà Đạt Đa là nghĩ rằng là con voi này sẽ tới húc chết Đức Phật. Thì ngài Ananda khi đó là thị giả của Đức Phật ấy, rất là hoảng sợ, chạy tới để ngăn cản, để ngăn con voi để bảo vệ cho ngài, nhưng mà Đức Phật can hãy đừng yên lên một bên. Và ngài dùng tâm từ, ngài dùng tâm từ bằng để ngài ngài rải tâm từ ngay đến cái con voi đang say đang hung dữ đang chạy như vậy đó. Nhưng mà khi ngài rải tâm từ đến cho nó đó, thì vừa mới tới ngang ngang gần tới đây ngay cả là bắt đầu nó chầm chầm lại và tới mấy cái chân của ngài thì nó quỳ xuống, và Đức Phật đưa tay vuốt cái đầu của nó, và Đức Phật lại tiếp tục rải tâm từ đó, thì con voi nó trở nên rất là hiền lành. Và như vậy đó thì cái âm mưu của Đề Bà Đạt Đa đó là đã thất bại. Thì cái đoạn kệ này đó là kể lại cái câu chuyện đó, là chỉ bằng cái tâm từ thôi mà Đức Phật đã cảm thẳng được con voi say này, và ngài đã vượt qua được cái nguy hiểm, một trong những âm mưu mà Đề Bà Đạt Đa đã đặt ra, đã tính toán rất là kỹ, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có hại Đức Phật được. Thì bây giờ đó quý vị đã nghe được từ vựng văn phạm rồi ha, đã nghe được câu chuyện. Bây giờ là sẽ là tụng cái đoạn kinh này và sau đó là kệ ha. Nala-girin-gashavarang-ati-mata-putang Dava-kicca-kamasani-vasudarunantang Metam-buse-kavithina-sitava-munindo Tang-te-sa-sa-va-va-tu-te-sa-ya-mang-galani. Đó là cách tụng bình thường ha. Còn nếu như mình kề đó thì mình sẽ kề như thế này. Na la irin ga cha varang ati mata putang dava kicak kamasani vasudarunantang Metam duse kavitina jitava munindo tang te jasa favatu te jaya mangalani. Như vậy là mình đã đi qua được đoạn thứ ba, tiếp theo sẽ là đoạn thứ tư. Trước hết đó, thì mình sẽ đọc qua cái đoạn kệ này. Ukkhita khagga matihatha sudaru nantang dhavanti yojana patanguli malavantang itthi phi sankhata mano jita va munindo tang te chasa phavatu te chaya mangalani. Từ đầu tiên ukkhita, nó là quá khứ phân từ của động từ ukkhipati. Một mình cái chữ khipati có nghĩa là ném, mà chữ u phía trước có nghĩa là lên, ném lên tức là đưa lên hay vung lên. Như vậy là
đưa lên vung lên, mà vung cái gì? Khắc gần. Khắc gần á là nó là đổi cách của cái danh từ là khắc gã, à, là thanh gươm, thanh kiếm. Atihata. Có nghĩa là phấn khởi hay là phấn khích. Sudarunantang, từ này nó đồng nghĩa với chữ hồi nãy, hàng dòng chữ hồi nãy là sudaru, nam anh ta là rất là hung dữ. Thavanti yojana, chữ thavan đi ra từ chữ thava, mà thava này đó là động từ thavati là chạy, thavan là sự chạy. Ti yojana, ti cộng với yojana, ti là ba và yojana là do tuần. À, một gió tuần là bằng như là 1,6 dặm gì đó. Pathagulimala vantang, patha là con đường, à, như vậy con đường dài ba gió tuần, thavan là chạy, à, chạy một đoạn đường dài ba gió tuần. Angulimala vantang, mình để có ba chữ cộng lại, anguli à, là ngón tay, mala là cái vòng hoa mà bạn đeo đến cổ đó, và anh ta văn ta là người có, như vậy người có vòng hoa mà làm bằng ngón tay, à, thì tên của ngài Angulimala đó thành đó không phải là cái tên mà nó là cái biệt hiệu, bởi vì lát nữa thì sẽ cái câu chuyện quý vị sẽ biết là vì sao ngài lại được gọi là Angulimala, là người mà đeo cái vòng hoa làm bằng ngón tay. Iti phi sankhata mano, cái chữ iti à, là thần thông, à, thần thông mà ví dụ như trong sáu loại thần thông á, thì gọi là lục thông á, thì có cái thần thông đầu tiên gọi là Iti, Itipada gọi là thần túc thông. Thần túc thông là có cái khả năng á, là đi xuyên không đi đi xuyên qua tường rồi đi bước trên mặt nước như trên mặt đất, rồi bay trên mặt đất thì như đi giữa không khí đấy, đi trên mặt à, đi à, đi đi trên giữa không gian thì như đi trên mặt đất ha, như con chim bay, và có thể là trên mặt đất như vậy đó mà có thể lặn xuống chìm xuống giống như là dằn xuống dưới nước, à, thì đó gọi là thần túc thông. Thì đối với Angulimala đó thì Đức Phật ngài dùng thần túc thông này, à, Iti phi sankhata, à, Phi sankhata, ở đây cái chữ a là được rút bớt bởi vì hai nguyên âm đứng gần nhau, thì chữ Iti là giữ nguyên, còn chữ Phi sankhata thì chữ a đã bị lược bớt. À, như vậy Phi sankhata nó đi ra từ động từ là api sankharoti, có nghĩa là chuẩn bị, và đây quá khứ phân từ có nghĩa là đã chuẩn bị hoặc là đã chuẩn bị hay là đã thực hiện ha, thần thông. Api sankhata mano jita và munindo. À, cái chữ mano này đó, sanh ta chữ mano này thì để xem thử trong cái trường hợp này cái chữ mano nó còn một á, thì nó là quý vị chơi một tí nhé, để mình ta vào lại cuốn sách một tí để xem là cái từ loại ở đây là nó là từ loại gì, bởi vì trong cuốn này thì không có.
Dạ, đã trở lại rồi quý vị. Ở đây đó, theo ở đây thì trong cuốn sách này nó cũng không giải thích, nhưng mà theo mình suy nghĩ đó, thì trong cái trường hợp này là Abhisankhatamano đó thì nó phải là hiện tại phân từ. Thành ra là nó không phải là quá khứ phân từ nữa, mà mình đi thấy cái chữ mana, vậy là anh ta đó. Khi mà một cái danh từ mà mình đi đi động từ đó mà nó trở thành hiện tại phân từ thì nó có đuôi thêm đuôi cái mana, và khi mà nó bổ nghĩa nó chia theo chủ cách trở thành là mano, là Abhisankhatamano, nguyên cả cái cụm này là một cụm danh từ, nó trở thành hiện tại phân từ. Cho nên ở đây đó là bằng đức bất đức, như vậy là Iti Phisankhatamano Chittavamunindo, là bậc đại ẩn sĩ đã chiến thắng bằng cách ứng hóa thần thông, thực hiện thần thông, và tăng tê cha sa pha ba tụ tê cha dạ măng ca la ni, là do cái oai lực này mà mong cho người hoặc là mong cho tôi có được hạnh phúc thù thắng. Thì như vậy cả cái đoạn này sẽ được dịch ở phía dưới này là kẻ đeo chuỗi ngón tay đang khích động vung kiếm chạy theo ba do tuần thật vô cùng hung hãn, bậc đại ẩn cảm thắng bằng ứng hóa thần thông, do nhờ Phật lực này được hạnh phúc thù thắng. Thì khi mà mình học từ vựng rồi đó thì mình sẽ thấy là trong này nó từng cái chữ đó, là đều có cái từ tương đương ha. Kẻ đeo chuỗi ngón tay là Angulimala Vantang, đang kích động là Atihattha, vung kiếm Ukkhitakhakang, chạy theo ba do tuần là tha văn ti yô cha na pa tha, thật vô cùng hung hãn là sudaru nan tăng, bậc đại ẩn là munindo cảm thắng jitava, bằng ứng hóa thần thông tức là iti phi sang mano, do nhờ Phật lực này là tăng tê cha sa được hạnh phúc thù thắng là pavatu tê cha yamangala ni. Thì câu chuyện mà về ngài Angulimala đó, đó là một cái câu chuyện rất là nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo. Angulimala đó vốn là con của một vị quan đại thần trong triều của nhà vua. Lúc bấy giờ đó thì Angulimala, mà khi mà cái đêm mà Angulimala sinh ra đời đó, thì trong cung vua đó tất cả các cái khí giới á nó đều sáng chói lên. Thì mà không thì nhà vua rất là ngạc nhiên, mà mọi người ai cũng thấy được cái đêm đó, tự nhiên là ngoài cái khí giới mà đang treo hay đang ở đến bất cứ chỗ nào thì khí giới nó sáng chói lên cả. Thì các cái nhà mà chiêm tính đó, thì người ta tiên đoán rằng là đêm đêm đó đó là có một cậu bé trai ra đời, và cậu bé đó là một người sát nhân mà số nhiều đó, kẻ giết người hàng loạt. Cho nên nhà vua đó đêm hôm đó mới phải tìm bắt hết tất cả những cái đứa trẻ mà chân đông ngày đêm hôm đó đó để bắt để giết hết. Nhưng mà vì quan đại thân này là biết trước được cái tin đó, cho nên đem giấu con của mình đi. Và mong muốn rằng đó, con của mình sau này đó, mình sẽ nuôi dạy cho nó cho đàng hoàng. Và đặt tên cho nó là Ahimsa. Đúng ra là tên tên đúng của ngài là tên Ahimsa, chứ không phải là tên Angulimala. Mà Ahimsa là gì? Himsa là hại, mà Ahimsa là vô hại. Ngay trong cái tên đã đặt rằng là con mình lớn lên sẽ là người vô hại, không có hại ai cả. Và cho con đi học, gửi con đi học tại một cái trường đó. Thì khi vô học á, cậu bé Ahimsa này rất là thông minh, rất là lễ phép, cho nên á, là được thầy cũng như là cái người vợ của thầy rất là thương. Và chính cái việc mà cả thầy và vợ thầy đều thương như vậy, cho nên là học các bạn học nó rất là gắn tị. Cho nên một hôm á, khi mà thầy giáo đi đi xa khoảng một tuần đó, thì ở nhà đó mấy người bạn này đó là thấy rằng là sẽ tìm cách là hại hại Ahimsa bằng cách là khi người thầy đi về đó mình thưa rằng là ở nhà đó là Ahimsa là tăng tiều về vợ của thầy, cho nên là nó là một cái người rất là nguy hiểm. Thì ông thầy này đó lâu nay cũng thấy rằng bà vợ của mình đó rất là thương cái thằng học trò này, và bây giờ mấy cái đứa tông tất cả đồng thể nó nói rằng là nó bắt được quả tang là bà vợ, vậy là cậu bé này là cậu học sinh này đó là tăng tiều đó. Cho nên nhà vua ông này ông tức giận quá. Mà ông này á, ông tức giận nhưng mà ông rất là thâm, ông không có đuổi nó đi, nhưng mà ông tìm cách ông hài nó. Bằng cách rằng á, ông mà nói rằng là bây giờ có muốn học pháp thuật không?
Nếu như con mà muốn học pháp thuật đó, thì ta truyền cho con, nhưng mà trước hết đó, là con phải đi giết được 1.000 người. Và xong rồi đó là phải giết người nào đó, là phải chặt cái ngón tay của người đó mà đeo lên cổ đó. Khi nào mà đủ 1.000 người sẽ đem về đây ta dạy pháp thuật cho. Thì cái cậu học sinh này đó thì rất là ngây thơ, rất là tin tưởng vị thầy của mình, và nghĩ rằng cái điều gì mà thầy đã kêu mình làm á, thì điều đó là mình phải làm. Cho nên cậu mà đi sách sách kiếm đi vào trong trong đi vô đi ra đi, mà gặp người nào mà họ đang đi một mình á, là giết họ. Và đến nỗi mà giết nhiều người quá là cả làng cả xóm người ta bỏ chạy hết, người ta rất là sợ hãi, và cậu cứ chạy đi khắp nơi để cậu có kiếm người để mà giết. Và khi mà đến tay nhà vua đó, thì nhà vua mới bắt đầu là tổ chức một cái đội truy sát để đuổi bắt cho được Ahimsa. Thì khi đó đó là bà mẹ mà nghe tin được là hôm đó nhà vua là tìm một cách truy lùng, cậu này sẽ không thể nào thoát được á, thì bà mẹ biết trước thì bà rất là sợ hãi và chạy vô trong rừng đó để đi kiếm con. Thì khi đó cậu này đã giết được 999 người rồi, chỉ còn sót một người nữa là đủ số. Thì cậu thấy mẹ đằng sau đi tới, và người mẹ đang đi tìm được con để can ngăn được con đó, thì ông nghĩ rằng là bây giờ chỉ còn một người mà ai cũng đi trộm hết rồi, lâu nay không kiếm được người nào để giết, thì thôi bây giờ đó muốn học được pháp thuật là chỉ có giết ba mẹ thôi. Thì khi đó Đức Phật ngài dùng thần thông đó, ngài biết được là hôm nay là Ahimsa này á, là nếu như ngài không can ngăn á, thì ông sẽ phạm vào cái tội ngũ nghịch đại tội rất là nặng, không thể nào cứu vãn được. Cho nên Đức Phật ngài dùng thần thông, ngài hiện ra ngay giữa Ahimsa và ba mẹ. Thì đang đuổi theo ba mẹ như vậy thì thấy một cái ông sư xuất hiện, thì là mừng quá, bây giờ đuổi không cần đuổi ba mẹ nữa mà đuổi theo ông sư này thôi. Thì khi đó Đức Phật á, ngài ngài dùng thần thông, cho nên là mặc dù Ahimsa Angulimala đó đuổi bao nhiêu á, thì Đức Phật cũng không bao giờ đuổi kịp Đức Phật, mà trong khi tự nhiên ngài đi thì rất là khoan thai, nhưng mà ông đuổi hoài cũng không có kịp, cho nên ông gọi là ông kia dừng lại. Thì Đức Phật á, ngài mà nói rằng là ta đã dừng lại rồi. Ahimsa nói vì sao mà ông dừng lại mà tôi đuổi hoài không kịp. Đức Phật ngài nói rằng ta đã dừng lại trên cái sự giết chóc, trên cái sự là cầm đao cầm cái gầm gậy để mà giết chúng sanh. Còn ngươi đó là vẫn còn chạy, ngươi vẫn còn trên cái con đường mà giết hại chúng sanh một cách tàn bạo như vậy. Đó là một cái người mà tạo ác nghiệp rất là kinh khủng. Thì chỉ cần vừa nhìn cái cách của Đức Phật đó, với cái lời của Đức Phật nói, và ngay khi đó đó cũng là đúng cái cơ duyên của Ahimsa. Cho nên khi mà chỉ cần nghe Đức Phật nói như vậy thôi thì ông rung động, ông chợt nhận ra cái tội lỗi của mình, và ông buông kiếm xuống và ông đảnh lễ Đức Phật, và ông xin sám hối tội lỗi và xin theo Đức Phật để học tu học. Và chỉ sau một thời gian ngắn thôi thì Angulimala đó trở thành là chứng đắc đạo của A-la-hán. Nhưng mà khi ông đã trở thành một vị tỳ kheo rồi, một vị A-la-hán rồi, nhưng mà người ta vẫn còn nhớ mặt được những người mà đã từng bị người thân mà bị những người thân của họ mà đã bị Angulimala giết đó. Thì họ mà thấy mỗi lần thấy ông, mặc dù là trở thành một ông sư đã ôm bình bát với khất thực rồi, nhưng mà cứ mỗi ngày mà thấy ông sư đó mà ôm đi qua làng mình, đi qua xóm mình đó, là họ lấy gậy họ đánh, họ lấy đá họ ném. Cho nên ngày nào mà đi bạc về đó là cũng bị thương tích, máu chảy rất là tội nghiệp. Nhưng mà ngài rất là hiểu, bởi vì ngài đã một vị A-la-hán rồi, cho nên ngài biết rằng là đó là những cái quả mà ngài đã trả trong quá khứ thôi. Và ngài sẵn sàng để mà trả hết tất cả những cái quả đó. Thì sau một thời gian mà người ta thấy rằng ông này tội nghiệp quá, ông cũng đã tu tập rồi mà bây giờ ông hiền lành, ai đánh gì, ai chửi gì ông cũng nghe, thì cuối cùng người ta cũng không còn đánh chửi ngài nữa. Và còn câu chuyện liên quan tới ngài Angulimala nữa đó, là cũng có một lần ngài đang đi khất thực giữa đường, thì ngài thấy một cái người phụ nữ có thai đang nằm đang ngồi mà khóc la đau đớn, mà muốn sinh con mà sinh hoài không được. Và ngài thấy như vậy ngài rất là thương tâm, ngài muốn giúp lắm mà ngài không biết cách nào để giúp. Cho nên ngài về ngài gặp Đức Phật, ngài thưa rằng con thấy cái trường hợp một sản phụ như vậy mà con không biết cách nào giúp, thì bây giờ bạch Thế Tôn nếu như muốn giúp thì làm cách nào. Thì Đức Phật ngài nói rằng đó, thì ông chỉ cần nói đến một cái câu là từ khi mà tôi được sanh ra cho tới giờ thì tôi chưa bao giờ làm hại một người nào. Với cái oai lực của cái lời nói thật này đó, thì mong cho bà chị ấy được sinh sinh được thuận tiện, được mẹ tròn con vuông.
thì Đức Phật ngài ông ngài mới nói sao Đức Phật ngài ngài chấm biếm con hay sao mà ngài lại nói rằng con sinh ra để giờ mà con có hại ai được, con đã giết quá khứ con đã giết quá nhiều người mà. Đức Phật ngài nói không, khi mà nói sanh ở đây tức là sanh ra trong giáo pháp của Đức Phật ấy, của Như Lai đó. Thì từ khi mà ông sinh ra trong giáo pháp Như Lai cho tới giờ là giống như người được tái sanh như vậy, thì ông là người không hại ai cả. Thì ngài nghe vậy ngài rất là hoan hỷ và ngài trở lại cái chỗ vị sản phụ đó và ngài phát lên cái câu đó đó. Và chỉ cả khi mà ngài nói như vậy xong thì cái người hạng phụ đó sinh con một cách rất là dễ dàng. Và cái câu đó trở thành cái câu lệ kệ và là Angulimala Gatha, câu kệ đó. Và sau này đó nó gần như là nó trở thành một cái bài thần chú đó. Xem này người ta thấy tương truyền rằng sau này ai mà nhận những sản phụ mà khó sinh đó, thì người ta cũng đọc những cái bài kệ đó. Chẳng hạn như bài kinh Bốt Trăng Ga cũng vậy, kinh Thất Giặc Chí đó. Thì khi mà ngài khi mà ngài Kassapa mà bị bệnh đó, thì Đức Phật tới ngài nói cái bài kinh Bốt Trăng Ga xong á thì ngài bệnh hết bệnh liền. Rồi có lần Đức Phật bệnh á thì quý các vị tỳ kheo tới đọc là cái bài kinh đó thì Đức Phật cũng hết bệnh. Cho nên á sau này á cái bài kinh Bốt Trăng Ga là kinh Thất Giặc Chí đó cũng trở thành cái bài kinh là tụng cho người bệnh. Thì đó là câu chuyện của ngài Angulimala, một vị là sát nhân khét tiếng hung dữ như vậy, nhưng mà với cái thần thông của Đức Phật đó và với cái tâm tư của ngài đó thì đã độ được Angulimala và ngài đã trở thành một vị thánh tăng A-la-hán. Thì đó là câu chuyện và bây giờ thì sẽ tụng cái đoạn kinh này. Ukita kagamati hatha sudaru nantang Thavanti yoshana patang gulima lavantang Iti fisang katama no shitava munendo Tang te jasa pavatu te jaya mangalani. Và tiếp theo sẽ là phần kệ. Ukita kagamati hat tasudaru nantang thavanti yo shanapatang gulimalavantang iti fisang katamano jitava munindo tang te jasa bhavatu te jaya mangalani. Dạ, như vậy thì mình đã đi qua hai đoạn và cũng chỉ còn 5 phút nữa thôi, cho nên mình dừng lại ở đây ha. Rồi hẹn quý vị lại vào sáng thứ tư từ cũng là từ 9 giờ tới 10 giờ ha. Chúc quý vị được sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.